Ê ê ê Hello bạn học cũ. Nhìn từ xa nhận không ra luôn đấy. Lâu ngày không gặp. Hôm nay tôi đến công ty cậu để ký hợp đồng. Phiền cậu vào báo giám đốc giúp tôi nhé. Cái gì cơ? Gặp giám đốc á? Gặp giám đốc làm gì? Hôm nay tôi có hẹn để đến công ty cậu ký hợp đồng. Cậu vào báo với giám đốc giúp tôi. Tạm thời thì giám đốc không có ở đây. Cậu cứ để hợp đồng đấy, tôi gửi lại cho. Chắc là có gì nhầm lẫn. Chính giám đốc của cậu hẹn tôi đến đây để ký hợp đồng vào hôm nay mà. Nói không có là không có. Tôi còn muốn sao? Định xông vào chắc? Nghĩ mình là ai muốn gặp là gặp. Cậu nói như vậy là có ý gì? Ý gì thì tự thông minh lên mà hiểu. Nhìn từ trên xuống thì cũng chả cao quý lắm. Công ty thì nhỏ, làm như to lắm. Cậu... Cậu cái gì mà cậu? Dăm bài công ty nhỏ lẻ. Nghĩ mình là hàng tốt chắc. Biết điều thì tự ý mà đi về đi. Đứng đây mà ngáng được. Cô giỏi nhờ. Tự ý thay mặt giám đốc, tự đưa ra quyết định luôn. Cô có giỏi thì cô lên làm sếp luôn đi. Em không có. Đây là chủ tịch của công ty đối tác lớn đấy. Cô đuổi đi rồi cô có chịu trách nhiệm được không? Giữ cô lại công ty, rồi bao nhiêu hợp đồng lớn của tôi cũng bị cô hủy hoại hết thôi. Từ ngày mai cô không phải đến công ty nữa. Về thu dọn đồ đạc đi. Dạ, em mời chị đi. Làm gì đấy? Tôi muốn lấy một chút nước để uống thôi ạ. Muốn uống nước ý thì vào nhà vệ sinh mà lấy. Đừng có lảng vảng nữa. Tiền lương của cô ấy không đủ để uống nước ở đây đâu. Vâng ạ. Khoan đã. Cái gì đây? Đây là cái bánh tôi mua lúc sáng chưa kịp ăn ạ. Cô tưởng công ty là nhà cô chắc mà cô mang đồ ăn đến đây. Nhìn cái gì? Nhanh tay mà làm đi. Hôm nay sếp tổng sẽ đến đây kiểm tra. Bẩn chỗ nào tôi trừ lương cô. Vâng. Lau đi, cô quá đáng rồi đấy. Chỉ là nhân viên tạp vụ, có tin tôi đuổi việc cô không? Tôi bảo cô chuẩn bị đồ đón sếp tổng. Cô chuẩn bị chưa? Em đang chuẩn bị đây à? Chị Trang, sao chị ăn mặc như thế này à? Mà em tưởng chiều chị mới sang công ty cơ mà. Sếp tổng đã đến đâu? Đây là sếp tổng đấy. Tôi nói sẽ đi khảo sát, thế nên phải đến sớm chứ. Không đến sớm làm sao mà khảo sát được. Làm sao mà biết dạo này công ty lại tuyển dụng những người không có nhân phẩm như thế. Cậu cứ liệu mà làm. Chị... Đồ vô dụng, từ mai cô không cần phải đến công ty nữa đâu. Anh ơi, Trung thu sắp tới rồi. Công ty đang quyên góp ủng hộ cho các bé mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hai bạn xem quyên góp ủng hộ nhé. Tùy tâm thôi. Em gửi ạ. Ok. Em gửi ạ. Gớm. Ăn mặc trông sành điệu, giày dép hàng hiệu, túi sách hàng hiệu, thế mà ủng hộ được 200 bạn. Đúng là càng giàu càng keo. Rõ ràng là vừa rồi anh bảo tùy tâm. Trong ví của em chỉ có 200.000, thế nên... Tùy tâm cái gì? Mà cái những cô ấy chắc là chỉ ăn bám gia đình, ăn bám người yêu thôi mới có tiền mà mua hàng hiệu các thứ chứ. Chỉ có cái gì? Kèo kẹt. Đúng rồi, cái này càng giờ càng kèo. Đây em xem cái danh sách này, vẫn còn một số người đã đóng đâu em. Đấy, 200 bạc. Đấy, lại túi sách, quần áo mới. Ăn mặc rõ ràng điện, mà ủng hộ trả được mấy đồng. Không hiểu là bà lấy đâu ra tiền. Chắc là đại gia bao nuôi chứ gì nữa. Hai người vừa phải thôi. Tôi tiêu tiền do chính mình làm ra thì có làm sao? Có cần quá đáng như thế không? Bọn tôi thích nói như thế đấy. Thì sao? Hả? À? Có chuyện gì mà ồn ào thế? Chị Trang, không có gì đâu chị ạ. Bọn em đang tranh luận tí thôi. Ly trông xinh đẹp sang chảnh thế mà ủng hộ cho các bạn nhỏ được có 200.000 chị ạ. Đây, chị xem này. Chị xem nào. Phùng Văn Thắng, 20.000. Chị đã nghe hết câu chuyện rồi. Việc quyên góp ủng hộ từ thiện là dựa trên tinh thần tự nguyện, chứ không phải lấy cái việc ủng hộ ít hay nhiều để đánh giá một tấm lòng. Chính Ly là người đã đứng ra để phát động ủng hộ lần này. Bạn ấy còn xung phong để đi mua đồ và phát đồ cho các bạn nhỏ nữa đấy. Ly, em đi cùng chị để bàn kế hoạch cụ thể nhé. Vâng ạ. Trang à? Tôi nghe nói bà bị ốm, thế nên đến thăm bà. Thôi vào nhà đi. Bà ngồi đi. Thế ốm đau như thế nào?
Bây giờ trong người còn mệt nhiều không? Tôi cũng đỡ rồi. Suốt ngày ôm mới chẳng đau. Vào trong nhà dọn đống bát tôi vừa ăn đi. Sao anh lại nói như vậy? Ly nó đang ốm đấy. Thôi, để tôi làm. Ngồi đấy. Phụ nữ cưới về không làm cái việc đấy thì ai làm? Không lẽ tôi cưới cô ta phải làm cảnh à? Bây giờ tôi mà bỏ cô, cho cô chỉ nói dã mồm. Anh khinh thường vợ anh quá rồi đấy. Thế anh không yêu vì Ly à? Cái loại vợ ăn bám không được cái nước gì ngoài cái việc ốm đau cả. Bây giờ tôi mà bỏ cô kiểu gì cũng chẳng khóc lên khóc xuống. Tôi đố cô giờ là tôi đấy. Anh có còn yêu em nữa không? Cô bị ảo tưởng. Tôi cưới cô về cái nhà này chỉ để nối dõi gia đình nhà tôi thôi. Thế ly hôn đi. Được, để tôi xem không có tiền của tôi cô sống như thế nào. Anh tưởng vài cái đồng tiền của anh là to lắm à? Tiền anh cho Ly còn chẳng đủ để mua cái túi đâu. Anh sống ở thời đại nào rồi mà nghĩ cưới vợ về chỉ để con vậy? Đi theo ta. Đây. Tôi xin lỗi. Cô làm cái gì đấy? Không ưng mắt thì đá. Tại sao chung cư cao cấp như này lại để loại đàn bà trưởng hoang ở nhỉ? Cô biết gì về tôi mà nói tôi trưởng hoang? Thì bao nhiêu lâu nay có thấy bố của đứa bé đâu. Nhìn cô ấy, biết là loại con gái đào mỏ. Lấy đứa con ra để ăn vạ không thành. Bây giờ phải nuôi con một mình. Đáng đời. Nằm ở đây chờ mẹ một chút nhá. Con tôi đâu rồi? Con ơi! Này kia! Đi cửa B ấy, không có bảo vệ đâu. Mẹ à? Ly à, em gái mới đẻ bị thất lạc của con, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Thế em con đang ở đâu ạ? Một cô gái nhận được em con ở vỉa hè đã mang về nuôi. Mẹ đang liên hệ với cô ấy. Cái bà này, bà làm gì đấy hả? Đưa cái bát đây! Này, cầm lấy, đi ra kia ăn đi. Mất cứng rồi. Bố đang ăn ạ? À, ngồi xuống, ăn cơm luôn với bố nào. Con về thăm bố, có mua một ít đồ ăn. Con biết là bố thích ăn gà. Ngày bé, bố luôn chăm sóc con, nhường con những phần ngon nhất. Bây giờ con lớn rồi, con phải chăm sóc lại cho bố chứ. Đây là phần ngon nhất, bố ăn đi ạ. Con ăn đi. Bố, bà vào ăn cơm cùng với bố con cháu nhá. Mẹ vào ăn cơm với cả con mẹ nhé. Cô dì ơi, cô làm rơi chiếc ví này. Đợi đã. Ai biết cô là người nhặt được ví hay là kẻ trộm? Nhặt được ví là tôi trả lại cho cô luôn mà. Nhìn cô không giống với người nhặt được ví rồi trả lại. Trong ví tôi có 3 triệu, sao bây giờ còn 2 triệu? Cô lấy của tôi đúng không? Để tôi kiểm tra người cô. Cô làm cái gì đấy? Có khi cô lấy tiền của tôi rồi mua chỗ hoa quả này đúng không? Anh, có chuyện gì thế em? Cô ta trộm tiền của em rồi bảo người nhặt được ví. Ví em có 3 triệu, bây giờ chỉ còn mỗi 2 triệu. Sáng nay anh đã bảo với em là anh lấy 1 triệu đi đóng tiền điện mà. Em đổ oan cho cô ấy rồi. Tôi xin lỗi cô nhé. Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Người sai không phải là anh, mà là tôi. Tôi đã sai lầm khi giúp đỡ một người không biết điều như cô ấy. Tôi nhầm một tí, mà sao cô phải lên mặt như thế? Chính vì những người như cô không biết ơn, không biết lỗi, thế nên xã hội này mới ít đi những người tốt đấy. Bà Ly phó phòng ấy rất là vô lý luôn. Bà ấy toàn nhờ tôi đi mua đồ, chẳng bao giờ thấy trả tiền cả. Nhắc thì lại bảo là thôi lần sau chị trả. Mà thấy có trả đâu. Tôi mang mỹ phẩm lên á, bà ấy toàn cầm dùng luôn. Như thế đấy là cái gì? Đợt vừa rồi đi công tác nhá, bà ấy nhờ tôi đặt một vé máy bay, vé khách sạn. Xong quỳ tôi 2 tháng tiền đã trả đâu. Thôi, mình thấp cổ bé họng, không làm gì được đâu. Hợp đồng đến đỉnh thật đấy. Chị ơi, nước của chị đây ạ. Ừ, của chị hết bao nhiêu? Dạ, hết 80.000. Thế nhưng mà được giảm 50% cho cốc thứ hai. Chị đưa em 40.000 thôi nhá. Không biết xấu hổ à? Tại sao đòi tiền sếp như thế? Nếu mà không có trang tổng thì liệu cô được uống cái loại nước như thế này không? Nói như vậy quá đáng rồi đấy. Chị gửi tiền này. Của chị hết 40.000 thôi mà. Thôi để em trả lại chị. Em cứ cầm lấy đi. Của chị hết hơn 40.000 mà. Nhưng mà... Không nhìn gì hết. Cậu nghi ngờ tôi đang tính nhầm à? Làm người thì nên sống độc lập tự chủ đi. Đừng có dùng chùa người khác mãi mà.